thứ hai tuần bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, các môn đệ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Chúa Giêsu đáp lại các ông: bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ và đã đến giờ rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngã, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Hãy nói với các con những điều đó, để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Suy niệm: những người có gia đình đã trải qua kinh nghiệm sống đầy gian nan khốn khó. Để có cơm ăn, áo mặc, điện nước, tiền học, họ phải vật lộn với đời và vật lộn với người, để lắng nghe, đối thoại, tha thứ, chịu đựng, để không cô độc một mình. Chúa Giêsu cũng phải trải qua những gian nan khốn khó mà người gọi là cuộc chiến với thế gian. Nhưng người đã chiến thắng. Nhờ đâu? Nhờ sự có mặt của Chúa Cha bên người, nhờ sự can đảm và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu phục sinh là đấng chiến thắng mọi khốn khó cho chúng con. Xin ban Chúa Thánh Thần cho gia đình chúng con, để giúp chúng con chống trả lại cám dỗ, chạy theo lối sống thế gian và được vui mừng bước vào đời sống mới mỗi ngày.